Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ đi vào một nội dung rất là quan trọng ở trong cái phần đầu của cái lớp 8 của chúng ta, được chưa? Đó là chúng ta sẽ vận dụng các cái hàm đẳng thức bậc 3 mở rộng, được chưa nào? Hôm trước thì chúng ta đã học về vận dụng hàm đẳng thức bậc 2 mở rộng rồi, và bây giờ chúng ta sẽ học về hàm đẳng thức bậc 3 mở rộng. Bây giờ thứ nhất là thầy sẽ yêu cầu chúng ta sẽ khai triển cái hàm đẳng thức sau, được chưa? Ta có này, a cộng b cộng c mũ 3 này, nó sẽ là bằng a cộng b này cộng với c này, tất cả mũ 3 này, nó bằng a cộng b tất cả mũ 3 cộng với lại là 3 lần a cộng b bình phương nhân với c cộng với lại là 3 lần a cộng b nhân với c bình phương cộng với lại là c mũ 3. Vậy thì ở đây nó sẽ là bằng a mũ 3 cộng b mũ 3 cộng 3ab nhân với a cộng b. Được chưa? Cộng với, viết lại bằng cái này thôi, cộng với 3 lần a cộng b mũ 2 nhân với c cộng với lại là 3 lần a cộng b nhân c bình cộng c mũ 3. Vậy thì bây giờ các bạn viết tiếp với thầy nhá. Nó sẽ bằng này, a mũ 3 cộng b mũ 3 cộng c mũ 3 cộng với này, ở đây nó đều có chung nhau là AB và AB. Ta lấy 3 lần a cộng b ra ngoài, bên trong nó còn cái gì? Nó còn AB, có đúng không? Cộng với a cộng b nhân với c. Đây, lấy a cộng b ra ngoài, thằng này cộng tiếp với lại là c bình, đúng không? Thì nó sẽ là bằng như sau: a mũ 3 cộng b mũ 3 cộng c mũ 3 cộng với 3 lần a cộng b nhân với ab cộng với ac cộng bc cộng với c bình, đúng không? Thì ở đây nó sẽ là bằng a mũ 3 này cộng b mũ 3 này cộng c mũ 3 cộng với 3 lần a cộng b nhân với, ở đây anh này nhóm anh này lại, là bây giờ thầy lấy a ra ngoài, bên trong nó còn b cộng c, tiếp tục thầy lấy c ra ngoài, bên trong nó còn b cộng c, được chưa? Vậy lúc này ở đây nó sẽ là bằng a mũ 3 cộng b mũ 3 cộng c mũ 3 cộng 3 lần a cộng b nhân với b cộng c và nhân với c cộng a, đẹp chưa? Đó, vậy tóm lại chúng ta sẽ có được đó là a cộng b cộng c mũ 3 nó bằng a mũ 3 cộng với lại là b mũ 3 cộng c mũ 3 cộng với 3 lần a cộng b nhân với b cộng c và nhân với c cộng a, được chưa? Thì đây nó là cái khai triển của hàm đẳng thức bậc 3 mở rộng, được chưa nào? Nào, bây giờ chúng ta sẽ đi vào bài tập tiếp theo, đó là phân tích đa thức sau thực nhân tử, đúng không? Ta có này, a mũ 3 cộng với b mũ 3 cộng với c mũ 3 trừ đi 3abc. Thì ở đây các bạn cần lưu ý một chút như sau, là a cộng b tất cả mũ 3 nó bằng a mũ 3 cộng với lại là 3a bình b cộng với 3ab bình cộng với b mũ 3, là nó sẽ là bằng a mũ 3 cộng với b mũ 3 cộng với lại là 3ab nhân a cộng b. Thì từ đó ta có là a mũ 3 cộng với b mũ 3 thì nó bằng a cộng b tất cả mũ 3 trừ đi 3ab nhân với a cộng b, được chưa? Vậy chúng ta sẽ thay thế như sau, thằng này nó sẽ là bằng này, nó sẽ là bằng a cộng b tất cả mũ 3 trừ đi 3 lần ab nhân với a cộng b cộng với c mũ 3 trừ đi 3 lần abc, được chưa? Vậy thì nó sẽ là bằng như sau, bằng a mũ 3 này cộng b, a quên nhầm, a cộng b tất cả mũ 3 này, có đúng không? Cộng với c mũ 3 này trừ đi ở đây là 3 lần ab nhân với a cộng b cộng với lại là 3 lần a 3 cộng với lại là 3 lần abc, có đúng chưa? Đó, thì tương tự như thế thì chúng ta sẽ có như sau, ở đây nó sẽ là bằng nhá, ở đây là mũ 3 này
thì đó là bằng A cộng B cộng C tất cả mũ 3. Có đúng không? Trừ đi 3 lần hai này nhân với nhau. Trừ đi 3 lần ở đây. Đó là A cộng B nhân với C. Có đúng chưa? Trừ đi sẽ được rồi. A mũ 3 cộng B mũ 3, đúng không? Thì đã bằng A cộng B. Thôi được rồi, thầy viết lại như này cho nó rõ ý này. Đó là A mũ 3 cộng B mũ 3 thì đã bằng A cộng B nhân với lại là A bình phương trừ đi AB cộng B bình. Tương tự như thế, bây giờ nếu thầy có là A cộng B tất cả mũ 3 cộng B mũ 3 ở đây thì nó bằng A cộng B cộng C, đúng không? Nhân với A cộng B tất cả bình phương. A cộng B tất cả bình phương, đúng chưa nào? Trừ đi AB, trừ đi A cộng B nhân với C, trừ đi A cộng B nhân C cộng với C bình. Có đúng chưa? Đúng là như này không? Vậy lúc này chúng ta sẽ có được ở đây nó là bằng A cộng B cộng C mũ 3 này, nhân với A cộng B tất cả bình phương, trừ đi A cộng B nhân với C cộng với C bình. Được chưa? Trừ đi ở đây thầy lấy 3B ra ngoài, bên trong nó có phải là còn A cộng B cộng C không? Đó. Được chưa? Vậy thì bây giờ các bạn cần chú ý ở đây. À, đây nó không có mũ 3. Đây không có mũ 3 nha. Mũ 3. Vậy thì bây giờ chúng ta lấy A cộng B cộng C ra ngoài, đúng không? Bên trong nó có phải là còn A cộng B tất cả bình phương là A bình phương cộng với lại là 2AB cộng với B bình phương. Có đúng chưa? Trừ đi AC, trừ đi BC cộng với C bình, trừ đi mấy? 3AB chưa? Có đúng không? Vậy thì nó sẽ là bằng như sau. Nó bằng A cộng B cộng C tất cả nhân với A bình phương cộng B bình phương cộng C bình phương, trừ đi cái gì? Trừ đi AB này này. 2AB trừ đi 3AB là còn AB đúng không? Trừ AC trừ BC và trừ đi AC. Có đúng này không? Mà hôm trước chúng ta học thì ta có cái gì? Mà đối với lại cái thằng bậc 2 mở rộng hôm trước chúng ta học thì ta có như sau. Mà này, ta có được đó là A trừ B tất cả bình phương cộng B trừ C tất cả bình phương cộng C trừ A tất cả bình phương nhá. Thì nó có bằng 2 lần A bình cộng 2 lần B bình cộng 2 lần C bình trừ đi 2AB trừ 2BC và trừ 2CA không? Từ đó ta suy ra đó là A bình cộng với B bình cộng C bình trừ đi AB trừ BC trừ đi CA, nó sẽ là bằng 1/2 của A trừ B tất cả bình phương cộng với B trừ C tất cả bình phương cộng với C trừ A tất cả bình phương. Đúng chưa? Vậy ở đây nó sẽ là bằng 1/2 nhân với A cộng B cộng C nhân với A trừ B tất cả bình phương cộng B trừ C tất cả bình phương cộng với C trừ A tất cả bình phương. Được chưa? Ok. Thì đây nó chính là cái việc mà chúng ta phân tích cái đa thức này thành nhân tử. Và đây nó là chính là cái nội dung ở trong bài tập toán lớp 8 tập 1 của chúng ta. Nếu như thầy nhớ không nhầm là bài số 38 ấy thì phải. Trang 10 bài 38 đến 48 gì đấy. Ở trong sách bài tập của chúng ta các con dở ra là thấy bài này nhá. Nào, bây giờ chúng ta sẽ vào cái ví dụ tiếp theo như sau. Chứng minh này. Ta có đây. Để bài cho ta có nhá. A mũ 3 cộng với B mũ 3 cộng C mũ 3 nó bằng 3ABC. Thằng này nó sẽ tương ứng một điều đó là A mũ 3 cộng B mũ 3 cộng C mũ 3 trừ đi 3ABC bằng 0. Thằng này nó sẽ tương ứng một điều đó là A cộng B cộng C nhân với A bình phương cộng B bình phương cộng C bình phương trừ đi AB trừ đi BC trừ đi CA bằng 0.
Đúng chưa? Vậy thì bây giờ chúng ta được phép viết từ đây xuống đây nhá, không cần phải chứng minh lại, bởi vì thầy đã có một bài riêng để phân tích đa thức thành nghĩa tử rồi. Chúng ta được phép viết từ đây xuống đây không thầy? Vậy thì nó sẽ tương ứng một điều, đó là hoặc là a cộng b cộng c bằng 0, hoặc là a bình phương cộng b bình phương cộng c bình phương trừ đi ab trừ đi bc trừ đi ca bằng 0, đúng không? Với trường hợp ta có như sau, ta có này, đây là một là đúng nhá. Ok, thứ hai, khi mà a bình cộng với b bình cộng c bình trừ đi ab trừ bc trừ đi ca bằng 0, nó sẽ tương ứng một điều, đó là hai lần a bình cộng với hai lần b bình cộng với hai lần c bình trừ đi 2ab trừ đi 2bc trừ đi 2ca bằng 0. Tương ứng một điều, đó là a trừ b tất cả bình phương cộng b trừ c tất cả bình phương cộng c trừ a tất cả bình phương bằng mấy? Bằng 0. Do là a trừ b bình phương lớn bằng 0. Đúng không? A trừ b bình phương thì nó lớn bằng 0. B trừ C bình phương thì luôn lớn bằng 0, và C trừ A bình phương thì luôn lớn bằng 0. Đúng chưa? Vậy thì lúc này chúng ta sẽ có như sau. Ta có được đó là A trừ B bình phương cộng với B trừ C bình phương cộng với C trừ A bình phương nó bằng 0, khi mà chỉ khi đó là A trừ B bằng 0, B trừ C bằng 0 và C trừ A bằng 0, tương ứng với là a bằng b bằng c. Vậy được chưa? Thì đây nó chính là điều phải chứng minh luôn. Đây là từ 1 này, đây là 2 này, từ 1 và 2 và 2 suy ra điều phải chứng minh đó, được chưa? Đấy, tức là bây giờ chúng ta luôn có một điều rằng khi mà a mũ 3 cộng b mũ 3 cộng c mũ 3 nó bằng 3 lần abc thì a cộng b cộng c bằng 0, hoặc là a bằng b bằng c. Với cái trường hợp mà a cộng b cộng c bằng 0 ấy, thì các bạn lưu ý như sau: a mà cộng b cộng c bằng 0 thì ta lại suy được đó là a cộng b nó ra là bằng trừ c, được chưa? B cộng c nó lại bằng trừ a, đúng không? Và c cộng a nó lại bằng trừ b. Đó. Thì đây nó là một số các cái kiến thức liên quan của chúng ta trong cái phần này, được chưa? Nào, bây giờ chúng ta sẽ đi vào nội dung cái một cái bài tập trong sách khoa, trong sách cái bài sẽ bài tập toán 8 tập 1 chúng ta trong 10 nhá. Thì đây nó là cái phần kiến thức ở trong sách bài tập, có nghĩa rằng là trong các đề thi là chúng ta sẽ dùng thoải mái nhá, và nó sẽ có những lớp bài toán liên quan đến cái phần này, được chưa? Lát nữa thầy sẽ cho chúng ta nếm mùi những bài này luôn. Ta có như sau. A cộng B cộng C bằng 0, thằng này tương ứng với là A cộng B bằng trừ C, đúng không? Tương ứng với là A cộng B mũ 3 nó sẽ bằng trừ C mũ 3. Tương ứng đó là A mũ 3 cộng với lại là B mũ 3 cộng với 3AB nhân với lại là A cộng B, đúng không? Nó bằng trừ C mũ 3. Chuyển vế bên này sang, tương ứng đó là A mũ 3 cộng B mũ 3 cộng C mũ 3 cộng với 3AB nhân với A cộng B bằng 0. Được chưa? Thay A cộng B bằng trừ C. Được chưa? Thì suy ra một điều, đó là A mũ 3 cộng B mũ 3 cộng với C mũ 3 trừ đi 3 lần, à quên, trừ đi 3 lần AB nhân với C bằng 0. Được chưa? A cộng B bằng trừ C. Tương ứng một điều là A mũ 3 cộng B mũ 3 cộng C mũ 3 nó bằng 3 lần ABC. Thì đây nó chính là điều phải chứng minh. Được chưa? Đó, các bạn thấy chưa? Nào, bây giờ thầy trò chúng ta sẽ vào xử lý cái bài tập như này nhá. Bài tập này của chúng ta là bài tập liên quan đến cái câu điểm 10 trong các cái đề thi, có thể là đề giữa kỳ chẳng hạn. Thì nó sẽ liên quan đến cái tính giá trị biểu thức 3 biến như này. Thì thông thường những cái bài 3 biến như này thì chúng ta nhìn là chúng ta bỏ qua luôn, được chưa? Nhưng bây giờ chúng ta bắt đầu, chúng ta sẽ tập đi vào nó để giải quyết. Ta có như sau. Phân tích một chút này. Cái biểu thức A chúng ta nó bằng 1
cộng với A trên B nhân với lại là 1 cộng với B trên C, 1 cộng với C trên A. Đúng không? Vậy thì A nó sẽ là bằng mấy? A cộng B trên B nhân với lại là B cộng C trên C nhân với lại là A cộng với C trên A. Tức là A của chúng ta đây nó là bằng này, A cộng B nhân với B cộng C nhân với A cộng C tất cả trên ABC. Được chưa? Vậy thì bây giờ các bạn nhìn thấy ở đây nó có A cộng B nhân với lại là B cộng C. Thì ta sẽ có như sau. Thử này. Tức là chúng ta sẽ suy luận là nếu muốn giải quyết được cái biểu thức này A là bằng bao nhiêu thì chúng ta phải rút gọn được ở từ và mẫu, đúng không? Thì bắt buộc phải rút gọn được từ và mẫu. Thì khi rút gọn được từ và mẫu thì cái thằng tích của A cộng B, B cộng C và C cộng A thì nó có liên quan gì đến cái ABC. Thì muốn như thế thì các bạn thấy đề bài nó cho các em bằng không đúng không? Thì chúng ta thử như sau. Thử như này nhá. Lấy A cộng B, được chưa nào, nhân với lại là B cộng C, được chưa? A cộng B mà nhân với lại là B cộng C thì nó sẽ là bằng A nhân với lại là B cộng C cộng với B nhân với B cộng C, được đúng không? Thì nó bằng AB cộng AC cộng với BC cộng với B bình. Đó. Vậy thì bây giờ các bạn nhìn thấy cái điều gì? AB đây này, BC đây này và CA này, đúng không? Vậy tóm lại là chúng ta phải làm như nào? Cộng với B bình là nó ra tích hai cái này. Vậy phương pháp của chúng ta, vậy từ đây chúng ta sẽ có phương pháp như sau. Từ đây ta sẽ có phương pháp, phương pháp là đó là AB cộng với BC cộng với CA bằng 0. Thì chúng ta sẽ cộng với A bình phương, cộng với B bình phương và cộng với C bình phương, được chưa? Chúng ta cùng cộng với A bình cộng B bình cộng C bình, nó sẽ ra các tích liên quan để rút gọn, được chưa? Thì đó chính là phương pháp mà chúng ta, các bạn chép vào đi để hướng dẫn cái cách trình bày nhá. Nào bây giờ chúng ta giải nhá, được chưa? Phân tích xong bây giờ ta giải quyết như sau. Ta có này, ta có này là AB cộng với BC cộng với CA bằng 0. Nó tương ứng một điều, đó là AB cộng với BC cộng với CA cộng với A bình, nó bằng A bình, có đúng không? Vậy tương ứng một điều, lấy hai này cộng lại với nhau thì B ra ngoài, bên trong nó còn A cộng C cộng với lại là A ra ngoài, bên trong nó còn A cộng C, nó bằng A bình. Suy ra ở đây là A bình nó sẽ là bằng A cộng C nhân với A cộng B, được chưa? Tương tự chúng ta cùng cộng với lại là, ta có này, tương tự nhá, tương tự này, tương tự ở đây đó là AB cộng với BC cộng với CA cộng với B bình, nó bằng B bình. Thì lúc này các bạn sẽ có rằng là B bình phương nó sẽ là bằng B cộng với A nhân với B cộng C. Các bạn biến đổi y nguyên tương tự như này luôn, và C bình phương nó sẽ là bằng C cộng A nhân với C cộng B, được chưa? Đó. Vậy từ đó chúng ta có được như sau. Từ đó chúng ta có như sau này. Lấy A bình nhân với B bình nhân C bình nó sẽ là bằng bao nhiêu? Nó sẽ là bằng A cộng B tất cả bình phương nhân với B cộng C tất cả bình phương nhân với lại là C cộng A tất cả bình phương, có đúng không? Vậy lúc này ta sẽ có rằng là ABC của chúng ta nó bằng cộng trừ A cộng B nhân B cộng C nhân C cộng A, có đúng không? Vậy cái biểu thức A của chúng ta ở đây nó bằng 1 cộng với A trên B nhân với lại là 1 cộng với B trên C cộng với lại là 1
nhân với 1 cộng với C trên A. Nó sẽ là bằng bao nhiêu? Nó sẽ là bằng A cộng B nhân với B cộng C nhân với C cộng A. Tất cả trên ABC. Và nó bằng mấy? Cộng trừ 1. Được chưa? Đó. Cái kết quả chúng ta nó sẽ là bằng cộng trừ 1. Và để phân tích được cái này thì người ta lại đi từ dưới đi lên và thử. Được chưa nào? Đấy. Chứ không phải tự nhiên mà nó lại đi theo như này. Các việc các con làm nó phải có lý do. Đúng không nào? Kể cả chúng ta có mò thì nó phải có lý do để mò. Đúng không? Ok. Nào. Bây giờ thầy trò chúng ta sẽ cùng nhau chú ý bài tiếp theo như sau. Cho các số thực A, B, C khác không của thỏa mãn. Đúng không? Ta có này. Ta có nhá. A mũ 3 cộng B mũ 3 cộng C mũ 3 bằng 3 lần ABC. Thằng này nó sẽ tương ứng một điều là A mũ 3 cộng B mũ 3 cộng với C mũ 3 trừ đi 3 ABC bằng 0. Tương ứng một điều là A cộng B cộng C nhân với A bình phương cộng B bình phương cộng C bình phương trừ đi AB trừ AC trừ đi BC bằng 0. Được chưa? Đó. Vậy thì thằng này nó sẽ tương ứng một điều là hoặc là A bằng A cộng B cộng C bằng 0. Hoặc là A bình cộng với B bình cộng với C bình trừ đi AB trừ đi AC trừ đi BC bằng 0. Đúng không? Hoặc là ở đây là A cộng B cộng C bằng 0 và A trừ B bình phương cộng với B trừ C bình phương cộng với C trừ A bình phương bằng 0. Thì nó sẽ tương ứng một điều đó là A cộng B cộng C bằng 0 hoặc là A bằng B bằng C. Được chưa? Đây là cái giả thiết đề bài nó cho. Tiếp theo bây giờ cái biểu thức A của chúng ta ở đây nó bằng là 1 cộng với lại là A trên B nhân 1 cộng với lại là B trên C nhân với lại là 1 cộng với C trên A. Nó bằng với A cộng với B trên B nhân với B cộng với C trên A. Có đúng không? Cộng với gì? Cộng với A cộng C trên A và nó bằng A cộng B nhân B cộng C nhân C cộng A. Tất cả trên A đây là C. A, B, C. Bây giờ trường hợp 1. A cộng B cộng C bằng 0. Suy ra A cộng B nó bằng âm C, B cộng C nó bằng âm A và C cộng A nó bằng âm B. Vậy thì lúc này A của chúng ta nó sẽ là bằng trừ A nhân trừ B nhân trừ C tất cả trên A, B, C bằng âm 1. Được chưa? Đó là trường hợp thứ nhất. Tiếp theo là chúng ta sẽ có trường hợp thứ hai. Trường hợp thứ hai của chúng ta ở đây thì các bạn cần lưu ý như sau này. Với khi A mà bằng B bằng C ấy, thì A của chúng ta nó sẽ là bằng là A cộng A nhân với B cộng B nhân với C cộng C trên A, B, C nó bằng 8. Vậy A bằng 1, A bằng âm 1 hoặc là A bằng mấy? A bằng 8. Ok chưa các bạn ơi? Các con chép vào. Nào, bây giờ thầy hướng dẫn chúng ta một bài như sau. Cho A cộng B cùng C bằng 0. Đúng không? Thì chúng ta có như sau này. Ta có bây giờ với A cộng B cộng C bằng 0. Có đúng không? Suy ra một điều đó là A cộng B nó bằng âm C. Tương ứng với là A cộng B mũ 3 nó bằng âm C mũ 3. Có đúng không? Tương ứng một điều đó là A mũ 3 cộng B mũ 3 cộng với lại là 3AB nhân với A cộng B nó bằng trừ C mũ 3. Có đúng không? Tương ứng là A mũ 3 cộng với B mũ 3 cộng C mũ 3 cộng với lại là 3AB nhân với trừ C bằng mấy? Bằng 0. Suy ra một điều A mũ 3 cộng B mũ 3 cộng C mũ 3 nó bằng 3 lần ABC. Đúng chưa? Đó. Đó là thứ nhất.
Thứ hai là cái biểu thức A của chúng ta, nó sẽ là bằng A bình phương trên CB cộng B bình phương trên AC cộng với C bình tất cả trên AB, đúng không? Vậy thì ở đây nó sẽ là bằng A mũ 3 tất cả trên ABC cộng với B mũ 3 tất cả trên ABC cộng với C mũ 3 tất cả trên ABC, đúng không? Thì nó bằng A mũ 3 cộng B mũ 3 cộng C mũ 3 tất cả trên ABC. Nó bằng 3 lần ABC trên ABC. Đó. Vậy ở đây các bạn sẽ có được là A chúng ta bằng bao nhiêu? Ok chưa? Xong. Nào bây giờ chúng ta sẽ xem bài toán này như sau. Các bạn chú ý nhé. Cho các số thực x, y, z thỏa mãn là x cộng y cộng z bằng 3 và x mũ 3 cộng với y mũ 3 bằng, ta có này là x mũ 3 này cộng y mũ 3 này nó bằng z nhân với 3 lần xy trừ đi z mũ 2. Thằng này nó sẽ tương ứng một điều là x mũ 3 cộng với y mũ 3 nó bằng 3 lần xyz trừ đi z mũ 3. Thằng này tương ứng một điều đó là x mũ 3 cộng y mũ 3 cộng với z mũ 3 nó bằng 3 lần xyz, đúng không? Thì khi đó chúng ta có rằng là hoặc là x cộng y cộng z bằng 0 hoặc là x bằng y bằng z. Thằng này ta loại rồi bởi vì đề bài nó cho là x cộng y bằng 3. Vậy thì lúc này các bạn sẽ có là đề bài cho là x cộng y cộng z nó bằng 3 và x bằng y bằng z. Suy ra một điều đó là x của chúng ta bằng y bằng z bằng mấy? Bằng 1. Đúng chưa? Vậy m ở đây, m nó sẽ là bằng 673 nhân với lại là 1 mũ 2021 cộng với lại là 1 mũ 2021 cộng 1 mũ 2021 cộng 1 nó bằng 673 nhân với 3 cộng 1 là bao nhiêu? 2020 à? Vậy bây giờ ta có là m của chúng ta đây nó sẽ là bằng 2020. Đấy. Vậy các con thấy thế nào? Nó vẫn cứ xoay quanh cái hằng là thức bậc 3 mở rộng của chúng ta. Được chưa? Tức là đối với cái này thì sẽ giúp cho con được giải quyết được một lớp các cái bài toán liên quan. Được chưa? Nào, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi vào bài tiếp theo như sau. Cho các số thực ABC thỏa mãn AB cộng BC cộng C bằng 2021 đây này, 2021 này, 11 đây này. Đúng không? Vậy ta có như sau. A bình phương chia được một điều nhá. A bình phương trừ đi BC tất cả trên thế luôn này. A bình phương cộng với 2021 thì nó là 7 là AB cộng với BC cộng với CA cộng với B bình phương trừ đi AC tất cả chia cho B bình phương cộng AB, B bình phương cộng với AB cộng BC cộng với CA cộng với C bình phương trừ đi AB tất cả trên C bình phương cộng với lại là AB cộng BC cộng với CA, chưa? Đúng không? Đó. Rồi bây giờ ta xét cái biểu thức này, đúng không? Xét biểu thức này thì nó sẽ là bằng như sau. Ở đây thì nó sẽ là bằng A bình phương trừ đi BC, đúng nào? A bình phương trừ BC tất cả chia cho cái gì? Ở đây là lấy A là A cộng B này, lấy C ngoài là A cộng B, tức là A cộng B nhân với gì? A cộng C. Thằng này cộng với B bình phương trừ đi AC tất cả trên B cộng C nhân với là B cộng A, có đúng không? Cộng tiếp với lại là C bình phương trừ đi AB tất cả trên C cộng B nhân với lại là C cộng A, có đúng không? Được chưa? Vậy ở đây làm tiếp, chúng ta sẽ làm tiếp như nào?
làm tiếp như nào để chúng ta ra được bằng 0? Ở đây là A cộng B, A cộng C, B cộng C, B cộng A, C cộng B và C cộng A. Được chưa? Các bạn suy nghĩ thêm một lát. Đến đây này, đây là A cộng B này, thì nó có A cộng B này, đúng chưa? A cộng C này thì nó có A cộng C này. Thì chúng ta sẽ lấy cho thầy một cái mẫu số chung đi, thì nó chính là bằng A cộng B. Nó bằng này, nó bằng nhá, A cộng B nhân với B cộng C nhân với C cộng A, đúng không? Thì đây là A cộng B nhân A cộng C, thì nó thiếu B cộng C, thì nó là bằng A bình phương trừ BC nhân với lại là B cộng C cộng với B bình phương trừ đi AC. Ở đây nó là B bình phương này trừ AC này, nhân với ở đây nó có B cộng C và có A cộng B, thì nó thiếu vẫn là A cộng C. Thằng này cộng với đây là C bình phương trừ đi AB, nhân với đây là B cộng C, C cộng A, thì thiếu vẫn A cộng B, nhân vào. Có đúng không? Đó. Thì ở đây nó sẽ là bằng này, A cộng B nhân với B cộng C nhân với C cộng A. Tử số nhá, nó phải là A bình B chưa? Được chưa? Trừ đi B bình C cộng với A bình C trừ đi B C bình phương. Ôi giời, nhiều số thế kìa nhỉ, 4312 số. Thật ra nó là B bình A, được chưa? Trừ đi A bình C cộng với B bình C trừ đi A C bình, được chưa? Cộng với ở đây nó là A C bình phương trừ đi A bình B cộng với lại là B C bình trừ đi A B bình, được chưa? Và kết quả cái tử số chúng ta bằng 0. Đó, suy ra đó là điều phải chứng minh. Được chưa? Ok chưa? Đấy, cái tử số của chúng ta là nó sẽ bằng 0 nhá.